Thế là hôm nay không phải làm gì, chiều dậy cắm nồi cơm xong, dọn nhà đã có Đức em lo, lên ngủ một giấc thôi. Bảo sao nãy cô Thoa vừa mở lời gật lia lịa, vừa nhanh thế. À, gì? Thôi bà lên nhà chơi đi, mình chạy tí. Ê, nhớ về sớm rửa bát đấy. Không nhỡ tuần sau cậu mà bị phạt thì làm cả phần của tớ nữa, tớ cũng ngại lắm. Đây không thích chiến thắng dễ dàng. Kê. Cái gì đấy? Cầm lên hộ cái. Tự lên cất đi, rồi đi đâu thì đi. Mà nhớ tí. Tự túc đi. Bạn được đấy. Ok. Ok. Cứ ok đi bạn ạ. Đi từ từ bạn ơi. Bao giờ nem có màu cánh rán thì đã chín. Chín rồi đấy. Căn chuẩn giờ về đấy. Hello. Chú bé ăn cơm và rửa bát cho em. Bạn ơi, tuyên bố luôn là từ nay về sau việc rửa bát không phải của tôi nữa nhá. Gì đấy? Trân trọng giới thiệu với bạn, It's Juan, vợ bé của anh. Sao lại vợ bé? Thì bây giờ những việc gì mà vợ lớn không muốn làm đúng không? Rửa bát không làm đúng không? Vợ bé làm hết. Thân thấy Hoan thế nào? Làm đang không? Trông thì cũng hiện đại, cá tính đấy. Đây nó là một cuộc cách mạng. Cách mạng giải phóng thời gian. Bây giờ là có vợ bé rồi, đâm ra là một ngày lại dành ra 30 phút dành cho vợ lớn. Làm gì nhỉ? Làm gì ta? Làm gì? Biết đâu đây làm gì thì làm. Đấy. Này không? Đấy, bây giờ công việc rất đơn giản thôi. Em bạn chỉ việc mở ra, rồi xếp lên chặn bát, xong. Bẩn nguyên. Không, cái hướng dẫn đâu nhỉ? Lúc nãy ở kia làm thử được mà. Ê, chưa bấm nút rửa. Bấm rồi, nước phun xè xè. Sao bẩn nguyên này? Thất vọng phải hoàn quá. Sai ở đâu ấy? Xong. Thế là có 30 phút nữa rửa lại bát. Quên cho nước rửa bát.